Với xe đào tạo Forex, xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá thực tế về những giá trị này trên thị trường. Mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện á quân Forex thế giới hay pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hay bất kỳ một ai ra ngoài bán chiến lược hoặc copy trade ủy thác Forex mà chỉ bán chiến lược đưa ra những phân tích về xu hướng lệnh ở trên thị trường mà gọi đó là giao dịch. Tất cả đều phải giao dịch thực tế sâu phun toàn bộ lịch sử trong một thời gian dài để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá. Tôi chia sẻ để cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tế trên thị trường. Mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá về tất cả những giá trị này. Mỗi một giá trị kiến thức trên thị trường đều cần phải được người đứng ra chia sẻ, họ vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tiễn để cho chúng ta nhìn nhận, cho chúng ta đánh giá. Có như vậy, chúng ta mới có cơ sở nhìn nhận rằng họ có năng lực thật sự hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Ở trên thị trường này có quá nhiều những thằng bị bợm lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex, chúng thuốc nhà đầu tư với những giá trị mà ngay bản thân chúng còn không thể áp dụng, không thể vận dụng vào trong thị trường thực tiễn. Vậy thì làm sao nhà đầu tư ra ngoài có thể đưa vào trong thực tế để tạo được ra những giá trị cho bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex? Tôi chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tế này trên thị trường. Đây là cả quá trình dài mà bản thân tôi là chủ website đào tạo Forex phải chứng minh liên tiếp xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để gửi đến nhà đầu tư tới những phương pháp đánh riêng lẻ cho đến những phương pháp phối hợp trên thị trường để làm sao tạo được ra những giá trị lợi nhuận thật sự để gửi đến nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp này trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chào bạn Giờ Cai nha. Chào Linh Cao nha. Chào Cao Bá Linh nha. Chào bạn Tiến Tạ nha. Chào bạn Quảng Châu Taxi. Chào Nguyễn Ninh nha. Cảm ơn bạn Linh nha. Về vui vẻ nha. À, hôm nay em Linh em về rồi, về từ ngày hôm qua, sáng hôm qua đưa em ra sân bay. Dạ. Yeah. Rồi đi về thì ôi trời ơi, về phải vá xe nữa. Chào bạn Ngô Văn Tiến.
Thế là ngày hôm nay live một mình, sáng ngày hôm qua còn ngồi live cả em ấy được một buổi cuối. Cảm ơn em Linh tin tưởng và đồng hành với mình. Xuyên suốt 6 tháng liên tiếp, may là nhờ cái dịch này mấy thầy trò mới được cạnh nhau lâu như vậy. Còn khoảng chục tài khoản nữa tôi sale ăn, còn những tài khoản tôi sale ở 13, 12. Nghe tài khoản này hôm nay nạp vào chậm quá. Đợt này dịch có vẻ căng thẳng đấy anh em, ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì đâu.
Có anh em ở trong hội hỏi mình tại sao sale ở 1801 thì mình nói hẳn luôn. Đáng nhẽ lệnh này là mình phải sale ở 1812, 13 cơ. Nhưng do gì nhỉ? Mình rút tiền từ sàn Pepperstone mình chuyển qua nhé. Tại vì sàn Pepperstone cái đòn bẩy nó thấp quá, nó không có đánh được. Thế nên tôi đành phải rút về, tôi chuyển qua đây nhé. Tính qua bên đi cà phê tí, lâu lâu đổi một số sàn cà phê xíu mà bắt ký quỹ cao quá, đòn bẩy thấp. Thế nên tôi thứ sáu tôi hủy lệnh. Lúc mà buổi chiều thứ sáu giá bắt đầu up lên thì tôi hủy lệnh sàn Pepperstone và tôi rút toàn bộ tiền ở tại sàn Pepperstone ra và tôi chuyển về đây nha. Tình trường khó biết thì xin đừng báo trước điều gì hối tiếc rồi sang truyền người ở lòng quá khứ. Chờ đây hoa phượng em chờ mùa hè. Đây là quay rộng ra cả cái phòng trade của tôi đang ăn. Tổng cộng gần chục cái tài khoản nha. Đó, đang trade ở đó. Ok nha. Đó. Thì khi mà anh em theo dõi, anh em chơi anh em phải thấy rõ thực tế. Ok nha. Đây là phòng chơi của tôi, ngày hầu như suốt ngày tôi ở trong này tôi chơi. Đó. Mọi người có thể thấy thì khi mà chúng ta giao dịch thì chúng ta phải, nói chung là chúng ta phải biết thì chúng ta mới giao dịch, còn không biết thì chúng ta đừng có nên giao dịch nhé, đừng có ném tiền vô ích vào trong thị trường. Chào anh Huynh nha. Chào bạn chân lý cuộc sống. Là nỗi nhớ xưa.
Đâu có phải bông hồng, đâu có thiếu bông hồng đâu, bông hồng ra ngoài mua có bao nhiêu một cây đâu. Thiếu em út nha, thiếu thiếu rau rau sạch nha. Sai rồi đấy nha. Tiến mai đến học nhá. Mai đến học chơi mà mua tranh đàn cá neo 50 con nhá. Mình không biết ông ý, nói chung là mình không dám đánh giá ai hết, nhưng mà thì nhà mình không thích những thằng mõm nha. Cuộc đời của mình chỉ thích những thằng thực tế thôi. Chứ còn đấu phán bằng mõm nó khác hẳn, người ta phải chơi thực tế bạn nhé. Bạn có muốn xem tài khoản mình sale cách đây 3 tháng không? Mình còn chưa muốn cắt nhé. Dạ vâng, cảm ơn bạn BTC. Mõm thì ở ngoài thị trường này thiếu gì? Có bà bố với like lên mình xem tài khoản nhé, nhớ like tài khoản của bố lên, chứ còn đâu mà có mà show toàn điện thoại, mắc cái thứ show điện thoại ngoài nó nhiều lắm, dùng mình cái nhé. Chỉ là nỗi nhớ.
Nghe tài khoản của mình sale từ mấy tháng trước đây vẫn còn này, sale đến 10 lot. Mình nói là mình có cơ sở, có giá trị để chia sẻ. Lúc mà bạn Linh ở đây, tài khoản này mình vẫn còn đang đánh nhé. Chứ không phải là không 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 có đâu nhé. Đấy, chia sẻ. Linh là người trực tiếp xem tài khoản này từ lúc mình vào lệnh cho đến lúc mà Linh về luôn nhé. Và rất nhiều anh em học viên khác cũng xem. Cảm ơn bạn Hứa Huy Hùng nhé. Lệnh lớn bạn thông cảm, mình không show ra bên ngoài được tại vì có nhiều vấn đề nhé. Không thích thì lên gặp trực tiếp mình cho xem. Học viên của mình họ còn chẳng muốn coi tài khoản của mình mà. Bởi vì vấn đề nhỉ, xem giết rồi họ chán chứ không phải là không được xem. Duyên mới trả nợ cái gì. Tôi ra ngoài đời tôi thấy mấy cái thằng nó đi dạy là kêu hết duyên khi mà hỏi xem tài khoản nhiều lắm rồi nha. Những cái cảnh mà kêu là nhà cho xem tài khoản và các thứ là hết duyên, hoặc là đòi xem tài khoản là em với anh không có duyên, mẹ mấy cái thứ đấy tôi gặp nhiều quá rồi, thế nên đừng có nói với cả duyên nhé. Tôi là cái thực tế ai chứ không có thích vòng vòng vo. Mã đợt này chia mỗi học viên 10 lot, có ông Hoàng ăn 10 tỷ đấy. Ông ấy chưa chưa chia cho mình đồng nào nhé. Người lót bó mềm gì trời ơi, chỉ có mấy chục ngàn không đủ tiêu. Chỉ là nỗi nhớ trong giữa dòng đời. Chúng ta đi ra ngoài đầu tư thì chúng ta phải hiểu rõ là tất cả chúng ta phải đánh giá bằng thực tế chứ không phải nghe mõm. Nghe mõm này thằng nào mà chẳng nói được nha. Lại ăn tiếp, đậu mai thả lệnh chuẩn đéo chịu. Tiếc cái tài khoản này rút về sàn Depositor nó cho rút về chậm quá, mở lằng la lằng ngoằng.
dưới của cuộc tình. Thế là rớt thì không, đừng có quan trọng. Dạ. Mình ăn thế là đủ. Hội là màu nhanh. Chào anh Hà nhé, chào Đan Hà.
Chào anh Hoàng nhé. Dạ, chào anh Hoàng. Chào Nguyễn Chí Tín nha. Thu xếp xuống học nha. Trader free.
Chào bạn Quan Võ. Mình đọc mình cũng không hiểu bạn ý bạn sao. Thấy chú để H1 không có gì nhưng chuyển khung là thấy y chang. Mình cũng không hiểu bạn nói gì luôn nhé. Nói chung là anh em nên phải tập một thứ đó là nhà chúng ta không nên đưa những cái chứng kiến của ta chúng ta sang để chúng ta đánh giá người này người nọ. Tôi chưa bao giờ dám lấy những cái ý kiến của chủ quan của bản thân mình ra để đưa ra nhận định người ta phải như thế nào hoặc người ta sẽ đánh như nào. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng mỗi con người sẽ có những cái lối tư duy, những cái tính cách và những cái kiến thức khác nhau. Và những cái diễn biến trên thị trường họ sẽ hành động khác nhau. Chính vì vậy chúng ta sẽ hành động hoàn toàn khác. Và thì nhỉ, chúng ta chỉ cần quan sát xem là người đó có giao dịch được hay không và thực tế người đó có trade thực tiễn hay không và nhà hiệu quả của bản thân những cái lệnh họ đi trên thị trường như thế nào đó mới là điều chúng ta quan tâm. Còn khi mà thì nhà chúng ta lấy những cái của bản thân chúng ta ra chúng ta đánh giá thì hoàn toàn khác. Tôi ngồi chả dụ như tôi xem và tôi để tôi nhận biết một ai đó có giao dịch được hay không thì tôi sẽ chủ yếu quan sát họ giao dịch như nào trong một khoảng thời gian để tôi xem thứ nhất là nhà xem lệnh họ đi thế nào có hiệu quả hay không và thì nhà xem những cái giá trị dòng vốn của họ bản thân họ. À, nếu mà chú đánh quan vũ là gì nhỉ? Quan vũ và quan võ mà đánh được như vậy thì cũng là một cái hay. Còn đâu thật sự ra mình không có đánh theo những cái đấy, cho nên mình không có dám phán nhỉ? Thì đấy tôi chỉ chia sẻ những cái nhận định của bản thân tôi sẽ quan sát một cái người nào đó mà để xem họ như thế nào và sau đó thì tôi sẽ xem rằng họ show cái tài khoản của họ ra trên tổng số cái giá trị tiền họ bỏ ra với cả tổng số lệnh họ đánh như thế nào sẽ có hiệu quả không là chúng ta biết liền nha. Khi các bạn vào trong nghề thật sự các bạn chơi được hoặc thật sự các bạn làm ăn được các bạn điển hình các bạn nghe những chương trình Shark Tank thì các bạn sẽ thấy là những cái startup chào mời tại sao mà họ có thể tính được ra những cái giá trị lợi nhuận dòng hoặc các thứ chỉ cần đọc cho họ một vài con số thôi là họ có thể tính được xem là họ có nên rót vốn không và vốn rót thì họ sẽ lấy bao nhiêu phần trăm thì đấy là cái kỹ năng của mỗi người nhé. Thì đấy tôi chỉ chia sẻ trên những cái gì mà bản thân tôi biết để thì nhà cùng trao đổi cả anh em chứ không phải nhỉ là chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta sẽ phải như thế này thế kia. Tôi là một người không có bó buộc vào bất kỳ một cái quy tắc nào ở trên cái thị trường về đầu tư này hết. Tôi chỉ có một quy tắc duy nhất là có làm được hay là không. Còn quy tắc của bản thân chúng ta mà không làm được thì xin lỗi cả các bạn, có chia sẻ rời ra thì nó cũng thế thôi. Đối với tôi cần nhất là hiệu quả trong thực tế. Thế nên có rất nhiều người vào kênh của tôi cứ chém này chém nọ hoặc giao dịch này nọ. Tại vì trong thời điểm này tôi đang hướng dẫn cho học viên tôi thế nào là swing, thế nào là kết hợp lại để cho học viên tôi hiểu rõ. Thế nên thì nhà tôi phải chứng minh về điều này. Còn tôi chứng minh điều này cho chính học viên của bản thân tôi, còn cộng đồng theo dõi. Thế là thì nhà đấy là cộng đồng có thể nhìn nhận và tự đưa ra những cái giá trị đánh giá riêng cho bản thân từng người ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Nha, về bản thân tôi không quan tâm về những cái điều đó. Kiến thức thì tôi chưa bao giờ dám lấy cái kiến thức của mình đi so với cả bất kỳ một kiến thức nào hết ở bên ngoài nhé. Và thứ mà tôi so sánh đó là cái hiệu quả trong vấn đề tạo ra lợi nhuận và có hiệu quả vấn đề áp dụng thực tế hay không, đó mới là thứ mà tôi cần. Có nhiều thứ các bạn chỉ nhìn thấy ở đây thực tế thôi, nhưng mà thì nhỉ, khi mà tôi giao dịch vào tôi còn hiểu tâm lý của những người xem họ như thế nào. Điều này rất rõ là nhà em Linh là trực tiếp tôi đấy 6 tháng liên tiếp đều hiểu rõ vấn đề này. Biến nhau không xa
Nếu sâu xa lần cuối xin dấu chút sống cho tim bước Tiến ơi, mai mấy giờ đến vậy Tiến? Rồi, 9 giờ mai đến học nha. Yêu nhau không xa vời. Để cho ai thì bớt băng răng.
Về nhà làm gì cho mấy đêm kín, em có cần người xa. Người nhà kia với người chồng, người khai phương đêm. Chào bạn BTC nhé. Bạn ngủ trước nha, hôm nay giá nó còn đi mà, bao giờ giá hết đi thì mình sẽ tắt lại. Mày có bay về đây, nhớ vẫn mây trục mây cấp không có người ngồi cùng, công nhận là ngồi chán thật đấy. Mày có bay về đây, mày có bay về đợi. Rồi, anh em nghỉ nhé, mình qua bên kia có chút việc, bên kia gọi nha, chào anh em.